Nhà báo Phạm Chí Dũng, một nhà quan sát chính trị nội bộ Việt Nam sống ở Sài Gòn cho rằng đây có thể chỉ là khoảng yên lặng trước một cơn bão. Như trước đây trong 2 tháng 10 và 11 năm 2017, người ta cũng đã từng không nhắc nhiều đến ông Đinh La Thăng, để rồi sau đó ông bị kêu án trù giam vào cuối năm. Ngoài ra ông Dũng còn đưa ra lời nói của ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng, người đứng đầu chiến dịch chống tham nhũng hiện nay. Ông Trọng nói vào dịp trước Tết nguyên đáng rằng trong lúc Tết thì không nên làm cho không khí nặng nề ông Phạm Chí Dũng đưa ra một số vụ án có thể được đem ra xử trong thời gian ngắn sắp tới đây. Sẽ có những động thái liên quan những cái mặt trận khác, chẳng hạn như là Vũ Nhôm, 12 đến 13 cái dự án trùm bền ngàn tỷ liên quan tới trách nhiệm của Bộ trưởng à, Công Thương trước đó là Bộ Vũ Hoàng và cũng có thể là liên quan tới đất Kiêm Giang của Bí Thư ở đó là Nguyễn Thanh Nghịch, tức là con của Nguyễn Tân Dũng. Và nói gì thì nói thì thế này, đây là năm 2018 là năm mà sẽ dự kiến là đảng sẽ đưa ra 21 vụ đại án để xử. 21 vụ đại án mà ông Phạm Chí Dũng đề cập đã được báo chí Việt Nam nhắc tới vào ngày 22 tháng Giêng năm 2018 khi ông Nguyễn Phú Trọng điều khiển cuộc họp của Quỹ ban Phòng chống tham nhũng Trung ương. Trong 21 vụ án đó sẽ có vụ án ông Đinh La Thăng liên quan đến Ngân hàng Đại Dương được dự kiến đem ra xét xử vào ngày 19 tháng 3 năm 2018. Nhà báo Phạm Chí Dũng cũng cho biết đã có những thông tin là nhiều nhân viên viện kiểm sát đã về hưu được huy động trở lại làm việc vì sắp tới sẽ có một khối lượng lớn công việc liên quan đến điều tra. Việc xét xử ông Đinh La Thăng, nhân vật cao cấp nhất của Đảng Cộng sản bị công khai xử tù trong lịch sử của Đảng này đã đem lại những nhận xét tích cực cho Việt Nam. Vào ngày 22 tháng 2 năm 2018, tổ chức Minh bạch quốc tế có trụ sở tại Đức đã tăng hai điểm cho Việt Nam về tính minh bạch trong việc điều hành đất nước theo nhà nghiên cứu nguyễn khắc giang làm việc tại viện nghiên cứu kinh tế và chính sách việt nam ở đại học quốc gia hà nội viết trên tạp chí chính trị châu á diplomat thì bằng việc phát động chiến dịch chống tham nhũng ông nguyễn phú trọng giành được sự ủng hộ lớn trong và ngoài đảng cộng sản được xem như một người liêm khiết không tham nhũng mặt khác cũng theo ông giang ông nguyễn phú trọng đã trở thành nhân vật chính trị nhiều quyền lực nhất trong lịch sử chính trị việt nam đương đại nắm việc kiểm soát cả ba bộ phận có thực quyền nhất đất nước là đảng cộng sản công an và quân đội. Chia sẻ quan điểm này của ông Nguyễn Khắc Giang, ông Phạm Chí Dũng nói. Đang xuất hiện cái khuynh hướng là ca ngợi Tông Ca, Nguyễn Phú Trọng và đưa lên thành một thần tượng chính trị. Cho à. nên là khả năng rất nhiều, khả năng rất nhiều là sẽ không có cái chuyện là Nguyễn Phú Trọng là rời bỏ ghế tổng bí thư vào đại hội dưới nhiệm kỳ nếu có cái đại hội đó. Và thậm chí là sẽ không có đại hội dưới nhiệm kỳ đâu mà chỉ có các hội nghị trung ương thôi và Nguyễn Phú Trọng gần như chắc chắn là sẽ ngồi uh, tới uh, mãn nhiệm kỳ của cái khóa 12. Nếu không muốn nói là có thể là cả khóa 13. Sở dĩ ông Dũng nói như vậy là vì vào đầu năm 2016, lúc ấy ông trọng đã 71 tuổi, được cho là vượt quá tuổi đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo đảng, cho nên đã có những lời đồn đại là ông chỉ giữ phân nửa nhiệm kỳ tổng bí thư. Ngay lúc này lại có tin là Đảng Cộng sản Trung Quốc đang sửa hiến pháp để cho ông Tập Cận Bình có thể trở thành một nhà lãnh đạo suốt đời. Vậy, với tình hình hiện nay là ông Trọng là nhân vật duy nhất có quyền lực và truyền thống lâu nay là đảng Cộng sản Việt Nam hay làm theo những mô hình của đảng Cộng sản Trung Quốc. Liệu ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục cầm quyền sau năm 2021 và Việt Nam sẽ tiến tới mô hình Trung Quốc với quyền lực tập trung vào tay một người hay không? Ông Phạm Chí Dũng cho rằng còn sớm để có thể xảy ra điều đó. Tình hình chính trường ở Việt Nam đã khác với chính trường ở Trung Quốc là chính trường ở Việt Nam vẫn còn cái mối tương quan quyền lực uh, uh, chưa ngã ngũ. Uh, với quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay ấy, thì mặc dù là um, đã về cơ bản là ông đã nắm hết. Uh, cái đó là trên bình diện trên bề mặt, thôi còn về chiều sâu thì có lẽ ông cần phải có một cái khoảng thời gian ra cố ít nhất là vài ba năm nữa giống như tập cận bình ở Trung Quốc. Ông Nguyễn Khắc Giang thì cho rằng Việt Nam đang dần chuyển sang chế độ một người ca trị như Trung Quốc. Mặc dù theo truyền thống từ trước đến nay, sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam với mô hình quyết định tập thể có tính dân chủ tốt hơn Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy không loại trừ khả năng ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nắm quyền sau năm 2021, nhà báo Phạm Chí Dũng đánh giá việc Việt Nam theo bước Trung Quốc một cách thận trọng. Cho tới nay ở Việt Nam chưa có những cái dấu hiệu rõ ràng cho thấy là ông Nguyễn Phú Trọng là sẽ theo chân Tập Cận Bình về cái việc là Uh, có một cái nhiệm kỳ thứ ba của tổng bí thư chưa có dấu hiệu rõ ràng về chuyện này nhưng mà ngay trước mắt thì uh, đang là cái trào lưu và xu thế nhất thể hóa uh, cái khuynh hướng của cái xu thế nhất thể hóa này sẽ không dừng ở cấp quận huyện mà sẽ uh, được đưa lên cấp uh, tỉnh thành và chắc chắn là sẽ đưa lên tới cấp trung ương liệu là nó có uh, diễn ra như kịch bản đã từng diễn ra ở Trung Quốc hay không? Nhất thể hóa là nói về việc sát nhập bộ máy song trùng đảng và nhà nước, trùng lắp lên nhau gây ra sự cồng kềnh và lãng phí. Trả lời câu hỏi ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng vào năm 2021, ông Phạm Chí Dũng nói rất khó đoán định việc này vì hiện thời cái bóng quyền lực của ông Trọng là quá lớn, người ta thậm chí không nói đến ai sẽ là người kế nhiệm ông Trọng sắp tới đây như người ta đã từng bàn đến ông Phạm Quang Nghị vào năm 2015, ông Đinh Thế Huynh và ông Trần Đại Quang vào năm 2017. Một nhà nghiên cứu chính trị tại Việt Nam xin ẩn danh nói với chúng tôi rằng ông Nguyễn Phú Trọng không có khả năng ở lại nắm quyền sau năm 2021 vì đã lớn tuổi gây ra nhiều sự phản đối. Và cũng theo nhà nghiên cứu này, người kế tiếp có khả năng cao nhất để giữ chức Tổng Bí thư là ông Phạm Minh Chính, một đồng minh hiện nay của ông Trọng, từng làm việc ở ngành công an và đã từng thí nghiệm thành công mô hình nhất thể hóa tại tỉnh Quảng Ninh trước khi thăng tiến vào Bộ Chính trị, đảm nhận chức vụ trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng. Sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục đi lên vào năm 2017 với việc xuống địa phương nhưng thực chất là một bước thăng tiến. Sau khi tưởng chừng đã bị an bài cho đến lúc về hưu với chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở tầng Hà Nội xa lạnh, ông Nhân bất chợt nhận quyết định về nhà, kết thúc 11 năm ra Trung ương. Có lẽ chức vụ bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh vẫn là mơ ước khôn tận của Nguyễn Thiện Nhân. Mơ ước này còn vượt quá cả vị trí phó thủ tướng kiêm bộ trưởng giáo dục mà một thời ông Nhân đã được sủng ái. Và có lẽ rời xa một Hà Nội nhung nhúc âm mưu thủ đoạn chính trị, con người không mang tư tưởng tranh đoạt và thực chất cũng không có đủ bản lĩnh tranh đoạt như ông Nhân, chỉ muốn về nhà mà lại về Sài Gòn trong một tư thế đẹp nhất trong nhiều tư thế, được ngẩng cao đầu, được trở thành đầu chuột hơn đuôi voi, như dần dần vẫn vi von Với dư luận chung ở Sài Gòn, phương án Nguyễn Thiện Nhân có thể được xem như một sự dung hòa có thể chấp nhận. Là người có thực hàm nhưng hơn cả là có thực học nhất trong tổ chức bộ chính trị, Nguyễn Thiện Nhân cũng thường được coi là ủy viên bộ chính trị duy nhất có khả năng nói chuyện trực tiếp với người nước ngoài mà không cần phiên dịch tuy nhiều lúc ông vẫn cần tới tờ giấy để đọc trước người dân trong nước. Vào năm 2006, khi được đưa từ thành phố Hồ Chí Minh ra Trung ương làm Bộ trưởng Giáo dục, Nguyễn Thiện Nhân đã được khá nhiều người dân kỳ vọng về triển vọng đưa trí tuệ vào Bộ Chính trị. Nguyễn Thiện Nhân lại thuộc về số ít, có thể là số rất ít, trong giới quan chức cao cấp được dư luận nhìn nhận là sạch. Trái ngược với rất nhiều quan lại bị dư luận đàm tiếu và lên án về tài sản cá nhân và hình ảnh tham nhũng ăn của dân không chữa thứ gì. Ông Nhân chưa hề bị điều tiếng về chuyện tham ô hay nhà cửa. Chỉ đối chiếu ngay tại phạm vi thành phố Hồ Chí Minh, đức tính này của ông Nhân đã vượt hẳn quá nhiều tai tiếng của hai đời bí thư trước, Lê Thành Hải và Đinh La Thằng. Chỉ có điều, chừng đó tố chất trên vẫn chưa đủ chưa đủ để Nguyễn Thiện Nhân được tập thể Bộ Chính trị, mà ai cũng hiểu là chính Tổng Bí thư Trọng quyết định điều động về nhà làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Phải có nguyên nhân nào khác khá đặc biệt. Ngay khi hội nghị Trung ương 5 của Đảng diễn ra vào đầu tháng 5 năm 2017, cùng xuất hiện tình huống ai thay thế Đinh La Thăng. Phương án Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ khá mờ nhạt, nổi trội hơn hẳn là phương án Trương Hòa Bình người đang giữ chức vụ phó thủ tướng thường trực và được xem là được anh Tư đỡ đầu. Anh Tư ở đây là Trương Tấn Sang, cựu chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhân vật tuy đã thôi mọi chức vụ nhưng lại được dư luận xem là cố vấn đặc biệt của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngoài Trung Hòa Bình, là ứng viên hàng đầu cho chức bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, còn có những cái tên khác mà Nguyễn Thiện Nhân phải xếp hàng sau. Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Vào nửa chừng hội nghị Trung ương 5 là lúc Đinh La Thăng chính thức bị đưa ra khỏi bộ chính trị. Dư luận còn đồn âm ý về người đàn bà quá khổ quỹ viên bộ chính trị, phó chủ tịch thường trực quốc hội Tòng Thị Phóng sẽ được đưa lên thay Đinh La Thăng. Có người còn nói vui, thay Thăng bằng Phóng để quyết tâm đưa Sài Gòn bằng với Sơn La. Nhưng rốt cuộc có tin Trương Hòa Bình xin rút không về thành phố Hồ Chí Minh. Không loại trừ ông Bình mang cao vọng mà đang tính toán đường đi xa hơn, cao hơn chức vụ phó thủ tướng thường trực hiện thời. Lại không nghe tin tức gì về Tô Lâm vào Sài Gòn. Cũng rốt cuộc đã xuất hiện tin tức về phản ứng của nhiều cán bộ lão thành và quan chức đương nhiệm ở Nam Bộ trước việc Trung ương cứ khăng khăng điều người Bắc có lý luận để trấn giữ khu vực phía Nam rằng một đinh la thăng đã là quá đủ. Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng đã không thể thờ ơ trước phản ứng của miền Nam. Nếu lại phát sinh một scandal đinh la thăng nữa, uy tín của Tổng bí thư trong mắt bạn dân thiên hạ sẽ ra sao? Ngoài Trương Hòa Bình đã rút, chỉ còn Võ Văn Thưởng và Nguyễn Thiện Nhân là đại diện cho miền Nam mà có thể dễ được người Nam Bộ chấp nhận. Đến lúc này yếu tố phe phái mới thực trọng yếu. Trong lịch sử hoạt động chính trị của mình, Nguyễn Thiện Nhân còn có một đức tính đáng kể khác. Có ít dấu hiệu và biểu hiện nào cho thấy ông trực tiếp tham dự vào đấu trường chính trị, và trở thành người của các phe nhóm. Nói cách khác, ông Nhân là người tương đối trung lập, mà trung lập trong tình trạng nhiều đảng viên than thở đảng nát như tương cũng đã là quý. Chưa kể một vấn đề khác cũng thuộc về lịch sử. Vào thời còn làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thượng Nhân bị bí thư thành quỷ khi đó là Lê Thanh Hải tìm cách cô lập, theo nhiều dư luận. Rất có thể chính vì nguồn cơn đó mà ông Nhân đã bị đá ra trung ương. Do vậy, không thể có chuyện Nguyễn Thiện Nhân khi đã nghiễm nhiên vinh quy về thành phố Hồ Chí Minh lại cùng cánh với triều đại cựu bí thư họ Lê. Cuối cùng, chiến dịch tranh đấu giành vị trí đứng đầu thành phố Hồ Chí Minh dường như đã dẫn đến kết quả mang tính thỏa hiệp. Một nhân vật Nam Bộ và Trung Dung không thuộc phe phái nào như Nguyễn Thiện Nhân lại nghiễm nhiên buồn ngủ gặp chiếu manh. Giờ đây như thường lệ đối với những nhân vật mới nhậm chức, công luận đang đặt dấu hỏi, thách thức nào cho tân bí thư Nguyễn Thiện Nhân. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, thách thức lớn nhất đối với Nguyễn Thiện Nhân chính là bản thân ông. Để lại phát sinh một câu hỏi khác, Nguyễn Thiện Nhân có năng lực hay không? Cần nhắc lại khi được điều ra trung ương để nắm giữ chức bộ trưởng giáo dục vào năm 2007, Nguyễn Thiện Nhân đã được dư luận và báo chí kỳ vọng, cùng một làn sóng ca ngợi ông không mấy kém thua những trường hợp Nguyễn Bá Thanh và Đinh La Thăng sau này. Khi đó, Nguyễn Thiện Nhân đã trở thành bộ trưởng hiếm hoi, dám đưa ra những cam kết như sẽ không một sinh viên nào phải bỏ học và đến năm 2010, giáo viên sẽ sống được bằng lương. Nhưng sau năm 2010 và từ đó tới nay, kết quả lại giống như một cái gương chiếu hậu. Sinh viên phải bỏ học do khó khăn gia đình và học phí quá cao. Giáo viên ở nhiều vùng sâu phải thoái trường, còn một số học sinh phải tự nuôi thân bằng thịt chuột nên giáo dục Việt Nam thời Nguyễn Thiện Nhân đã không hoặc chỉ được cải thiện rất ít, còn sau thời ông thì lao dốc không phanh. Từ đó tới nay, nhiều tạp chí chuyên ngành danh tiếng quốc tế đã thường xuyên công bố danh sách 400-500 trường đại học hàng đầu thế giới, nhưng Việt Nam hoàn toàn vắng bóng. Sau năm 2010, tiếng nói của Bộ trưởng Nhân chỉ còn rơi rớt. Bình nói nhiều làm ít còn có thể được châm trước vào thời Nguyễn Thiện Nhân còn ở thành phố Hồ Chí Minh, khi ông bị Lê Thanh Hải siết. Nhưng khi đã một mình một cõi tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, thậm chí còn lên đến chức Phó Thủ tướng, Nguyễn Thiện Nhân đã từ thể hiện mình ra sao, để đến mức ông bị điều về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một cơ quan bị xem là đầu không tới trời, chừng không tới đất. Rất nhiều người hâm mộ và ủng hộ ông trước đó đã chuyển sang tâm thái thất vọng. Sau thất vọng là chỉ trích, ông nói nhiều nhưng lại làm quá ít. Ngay cả những người còn giữ được cái nhìn về một Nguyễn Thiện Nhân trí thức và sạch cũng đâm ra hoài nghi về năng lực hành động của ông. Còn giờ đây, bỗng dưng trở thành bí thư thành quỷ và nắm vận mạng của thành phố lớn thứ hai quốc gia. Nguyễn Thiện Nhân sẽ chịu trách nhiệm về công tác chính trị và nhân quyền, chứ không còn thuần túy như chuyên môn giáo dục trước đây. Khác hẳn năm 2007 là lúc đảng còn bạc, còn tiền, còn đệ tử. Lúc này đây không chỉ là đảng nát như tương mà đất nước đã nát như cám một quan chức sẽ trở thành cái gì nếu não trạng anh ta vẫn chỉ chăm chăm những lời hứa hẹn được lập trình như hồi 10 năm trước? Nếu không khắc phục nhanh nhất những nhược điểm cố hữu trong công tác quản lý, đặc biệt là công tác tổ chức nhân sự, công tác hậu kiểm và không có được một chút dũng khí để thẳng tay xử lý tiêu cực, Nguyễn Thiện Nhân sẽ có thể ứng xử với Sài Gòn theo cái cách mà ông đã hô hào phong trào hay không ở ngành giáo dục, nhưng chỉ đạt được kết quả không không thấy.